Cha giảng cha còn chả nhớ, cha cứ phải lo nhìn bài cha đọc thì sao mà con nhớ được. Bản thân mình là người giảng mình còn chả nhớ nữa, sao người ta nhớ được. Trích dẫn đủ các thứ nhà tư tưởng, đủ thứ thánh giáo phụ, nghe thoáng qua thôi, nhớ sẽ được. Cũng một bài giảng như thế thôi, nhưng mà thay vì cắm đầu cắm cổ mà đọc, ở trong nghệ thuật truyền thống người ta giảng bằng cách là nói, và khi người ta nói người ta có sự tiếp xúc với cử tọa bằng mắt, nhìn vào cử tọa và nói. Và khi người ta nói đó là nói với những âm điệu trầm bổng, mạnh nhẹ, nhanh chậm, thí dụ vậy. Các anh chị có thấy nó khác không? Nó khác đây. Đây là ví dụ rất cụ thể để các anh chị thấy cái điều mà khoa tâm lý người ta nói đó. Trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là chỉ lúc diễn thuyết, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình cũng vậy, ngoài xã hội cũng vậy. Chúng ta nói chuyện với nhau chỉ có 30% là bằng cái miệng, còn 70% là bằng ngôn ngữ không lời. Ông chồng đi làm về, thấy bà vợ ra đón vui vẻ, anh có mệt không? Hôm khác đi làm về, không nói năng gì cả, mặt một đống. Có cần bà ấy phải nói không? Nhìn là biết rồi chứ gì nữa. Nói bằng cái ngôn ngữ không lời đấy, nói bằng cái nét mặt, nói bằng thái độ, nói bằng cử chỉ. Thế thì cha mẹ giáo dục con cái cũng vậy thôi. Đâu có phải chỉ lúc mà mình đem sách đạo đức ra mình dạy thì mới là giáo dục con đâu, mà là chính cuộc sống hàng ngày, chính tất cả những gì nó diễn ra trong gia đình, nó giáo dục đứa trẻ. Rất rõ như vậy. Tôi làm linh mục trước khi mà về thờ Đức Bà thì đã ở 5-7 năm trong một giáo xứ vùng ngoại ô Sài Gòn. Có một điều mà tôi cứ lấy làm lạ là tại sao trẻ nó chửi tục thế, cứ mở miệng ra là đê em à. Mà mình không có Chủ nhật nào mà không dặn chúng nó, bảo các con phải chịu khó, đừng có chửi tục, chửi thế. Không có Chủ nhật nào mà không dặn, mà nó không có giữ được. Cuối cùng thì mình mới phát hiện ra là làm sao mà nó không chịu tội, bởi vì bố nó với anh nó từ sáng đến tối mở miệng ra là đê em à. Đến độ mà có lần tôi gặp anh thanh niên rất là tốt, tôi bảo sao ta thấy mày cái gì cũng được, chỉ có mỗi cái là cứ mở miệng nó là văng tục, làm sao vậy? Nó gãi gãi đầu, nó bảo dạ thưa cha, con quen rồi, phải vậy nó mới có chớn. Phải vậy nó mới có chớp. Tôi kể những cái kinh nghiệm rất là thật như vậy đó, trong đời sống mục vụ của mình, để các anh chị thấy cái ảnh hưởng của môi trường gia đình. Chúng ta giáo dục con cái không phải lúc mà mình vác sách vở đó mình dạy đó, mà chính những gì cuộc sống hàng ngày. Hai vợ chồng cãi vã nhau, có khi đánh nhau nữa, rồi nói những lời nặng nhẹ với nhau, đứa trẻ nó tiếp thu hết. Rồi cách mà bố ứng xử với anh em trong nhà nó cũng tiếp thu hết. Rồi mẹ phân xử khi mà các con cãi vã nhau như thế nào nó cũng tiếp thu hết. Những cái gì bình thường diễn ra trong đời sống gia đình đều là giáo dục cả. Cho nên giáo dục gia đình quan trọng lắm, quan trọng hơn nhà trường, đặc biệt là về mặt đạo đức, về mặt nhân cách. Ta biết vậy thì ta phải quan tâm hơn. Chứ mình nghĩ trong bụng mà ôi trời, nó còn trẻ nó biết đi gì.
Thế là mình cứ thoải mái thôi. Nhưng mà không ngờ là nó tiếp thu hết. Thế thì các anh chị có thể hỏi tôi rằng là theo quan niệm của tôi thì cái gì nó cần? Thú thật là tôi không có học chuyên ngành sư phạm giáo dục. Tôi chả nói gì đến những kỹ năng giáo dục. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ đến một hai nguyên tắc rất là căn bản. Có thể nó mang tính chủ quan, nhưng mà tôi cho là căn bản. Nguyên tắc nó hướng dẫn toàn bộ, chứ không phải chỉ là những kỹ năng này, kỹ năng khác. Nếu mà mình sử dụng kỹ năng nhưng mà mình không có tâm hồn thật đó, chưa chắc đã thành công lâu dài. Giống như là một nhà tâm lý kêu lên rằng trời ơi, ngày hôm nay người ta dạy các bạn trẻ đủ thứ kỹ năng, xin lỗi, gọi là kỹ năng lòng tình. Mà có cái quan trọng nhất thì người ta không dạy, đó là tình yêu. Yêu như thế nào là tình yêu đúng nghĩa thì người ta không nói. Người ta dạy toàn kỹ năng để làm tình. Cái căn bản thì không có. Tôi cũng không có biết đến kỹ năng. Cho bằng tôi muốn tóm gọn những nguyên tắc này dựa vào lời Chúa thôi. Hai nguyên tắc mà nó đi song hành với nhau, nhưng mà ta có thể phân tích ra thì nó rất rộng. Nguyên tắc thứ nhất ấy, là yêu thương trong sự thật. Yêu thương nhưng mà là phải yêu thương trong sự thật. Và nguyên tắc thứ hai gắn liền đó là sự thật, mà là sự thật trong yêu thương. Rất đơn giản. Tôi tin là sau buổi nói chuyện này thì các anh chị có thể quên hết mà vẫn nhớ được cái câu đấy. Mà bây giờ mình khai triển chút coi. Yêu thương trong sự thật. Nếu chúng ta hỏi rằng Chúa Giêsu có yêu thương người ta không, thì chắc là các anh chị bảo là Chúa yêu quá trời, chết ở trên thánh giá. Thế nhưng bây giờ hỏi rõ hơn tí nữa, vậy thì Chúa Giêsu có yêu thương mấy ông Pha-ri-sêu không? Hơi khó rồi đấy. Hơi khó. Bởi vì mình thấy Chúa mắng người ta xa xả, Chúa gọi người ta là cái đồ mồ mả tô vôi. Vậy đấy, các người giống những mồ mả tô vôi, ở bên ngoài thì đẹp đẽ mà bên trong thì thối tha. Mắng người ta cứ thậm tệ vậy. Rồi ngay cả ông vua Herodê thời bây giờ nữa, Chúa gọi ông là con cáo. Tôi xin lỗi chứ bây giờ có ai dám gọi chủ tịch nước là cáo không? Chúa Giêsu gọi ông vua Herodê là con cáo. Hãy về nói với con cáo già đó rằng. Thế thì hỏi Chúa có thương người ta không? Không dễ trả lời nhé. Lúc đấy mình mới khám phá ra rằng Chúa yêu chứ. Nhưng mà là Chúa yêu trong sự thật. Trong sự thật. Chúa yêu cho nên Chúa nói cho người ta biết cái sự thật về chính họ. Bởi vì người ta chỉ trở thành con người tự do đích thực khi người ta sống trong sự thật. Chứ không phải là Chúa yêu bằng cách là xoa dầu cù là. Ừ được rồi con, ừ được rồi con. Cụ thể nhất là trong câu chuyện người nữ phạm tội ngoại tình, người ta đem đến hỏi Chúa Giêsu. Và khi người ta hỏi Chúa Giêsu là người ta đã hàm nghĩa rằng là người ta lên án rồi. Nhưng mà đợi xem Chúa Giêsu phản ứng sao. Thế thì tất cả chúng ta đều biết kết cục của câu chuyện.
Ngài ngẩng đầu lên, Ngài bảo: ai trong các ông không có tội thì ném đá người này trước đi. Mọi người ra về. Thánh Gioan có một ghi nhận rất độc đáo: kẻ già đi trước. Thấy không? Rất độc đáo, chứ không phải cái thằng trẻ nó đi trước. Càng già càng lắm tội. Người lớn tuổi đi trước. Bây giờ phân tích cái câu chuyện đó, các anh chị sẽ thấy này. Hỏi Chúa Giêsu có thương người phụ nữ đó không? Chúa thương chứ. Chúa mà không cứu là bà ấy chết rồi. Chúa mà bảo ừ ném đá đi, chỉ có 5 phút sau là amen rồi. Thì Chúa thương chị chứ. Nhưng mà Ngài thương chị không có nghĩa là Ngài nói với chị: ừ cứ làm tiếp đi con ạ, cứ ngoại tình thoải mái con ạ. Đâu có đâu. Người ta đi hết rồi Chúa mới hỏi chị: hỏi người ta đâu rồi, không ai kết án chị sao? Và khi chị ta trả lời thì Chúa nói tiếp: ta cũng vậy, ta không kết án con. Con hãy đứng dậy mà đi về và đừng phạm tội nữa. Sự thật nha, đừng phạm tội nữa. Yêu thương mà trong sự thật. Và ngược lại, khi Chúa nói cái câu là ai trong các ông thấy mình không có tội thì ném đá trước đi, là Chúa làm sao? Chúa cũng giúp cho chính những người đó khám phá sự thật về mình. Từ trước đến nay là mình cứ đòi ném đá những người phụ nữ phạm tội ngoại tình bởi vì mình nghĩ là mình ngon hơn người ta. Bây giờ Chúa Giêsu nói cái câu đấy là mỗi người bắt đầu soi bóng mình thì thấy mình cũng xem xem. Khám phá sự thật. Mà chỉ khi người ta thấy được sự thật về mình thì người ta mới được giải thoát. Người ta mới nên tốt. Tôi nghe kể chuyện có cái bà ấy có ông chồng nhậu quá trời. Hầu như một tuần thì đã hết 4-5 ngày là quá cần câu rồi. Về đến nhà là toán 11-12 giờ đêm thôi mà rượu nông nặc. Bao nhiêu người nói không được. Đến hôm đó cũng vậy, 12 giờ bà ấy chờ mới thấy về. Vào đến nhà thì Chúa tôi quần áo thì xốc xếch mà xin lỗi.